và cả cái rừng vàng bạc biển nước Việt. À, Lạc Long Quân Âu Cơ mẹ Việt Nam tặng cho mình nó cũng tiêu tùng. Hoàng Sa Trường Sa cũng bị Trung Cộng chiếm một mấy trăm hải lý, của dân miền Trung đánh cá về cũng không được ra đánh, giật ngoài thân nhầm nhòi bị nhiễm là nhiễm trong cái ốc thì mới đáng sợ. 40-60% tuổi trẻ là cột trụ của quốc gia đó đang bị nhiễm cái ốc đó. Không lo nó mấy chuyện cơm gạo áo tiền nhập gì. Con người mình có đói nhưng mà con người mình cũng đừng có hèn và nhát. Còn cái ông sáng nó nhồi sọ 50-60 triệu cái đám con cháu của mình, bây giờ thù cũng phải về trời. Mấy đệ tử này đâu còn bao lâu. Cục trụ của mình bị nhiễm độc á, bây giờ thù đang nhức đầu cái đó đó. Họ muốn lấy hết cái chất độc trong cái não của tụi nó ra là phải truyết mình một thời gian dài lắm. Thì cái đó mình đáng lo. Còn bề ngoài là coi như là cùi ghẻ lỡ. Việt Nam bây giờ là cũng như là cùi cũng sợ lỡ. Còn gì sợ. Đã chấp nhận đi ăn mày quốc tế. Không thấy không, mấy cái hè phố Việt Nam đó, có mấy người trường trường dưới đất, mấy người cầm cái lon, mấy người cầm cái gậy đi vòng vòng ăn mày đó. Thì là ăn mày hàng xóm, ăn mày phố phường, ăn mày trên mảnh đất quốc gia Việt Nam. Còn Việt Nam mình là mấy ông nội mình nó đi ăn mày quốc tế thì cũng y như cầm cái lon đi vòng vòng ở ngoài hà phố thôi. Có khác gì không? Chỉ khác có một cái á, là mấy ông nội mình mặc áo vét không đi ăn mày quốc tế. Còn Việt Nam người ta ăn mày thiệt, người ta mặc áo rách rưới cả mấy tuần lễ không có áo thay, thì cũng cùng giống nhau. Còn nhiễm là nhiễm trẻ em mình tuổi trẻ cột trụ mà dựng nước giữ nước, bây giờ bị nhiễm, bây giờ họ đang nhức đầu làm sao mà cho tụi nó bị tỉnh lại. Nó giống như nó uống thuốc lắc nhiều quá nó mê vậy đó, đứng trên lầu nhảy nhảy xuống cứ nhảy à, kêu làm gì kêu chết chết vậy. Còn mấy cái đó để cho trên tính. Còn sau này để một cái nước Việt mới người ta có cách. Còn nói xót quá cũng không có phương thuốc để trị. Phật Thánh Tiền có cách thôi rồi, đừng lo. Nếu không chỉ biết một điều, năm cái ác nhất trên thế giới sẽ đi xuống lòng biển như thầy thế này. Giống như Thượng nói năm cái ác là biết rồi. Và một nước Việt Nam trong 3 năm sẽ thành cường quốc trở lại thì mình biết cái đó mình nắm. Khi nào Thượng nói sai á, còn cái chút đi theo chi tiết của việc này việc kia thì nó cũng sẽ khơm mà lon chung với một cái big packet. Khi nước Việt Nam mình đoàn kết lấy ân báo oán, tiền đô la ở trên trời á, nó rớt xuống mà không kịp mà hốt. Mình đoàn kết, mình có một cái đường lối làm ăn đàng hoàng cởi mở, có một cái chính phủ đi ngoại giao thế giới, bao nhiêu công ty đổ về, bao nhiêu chuyện tốt lành cho nước Việt, tiền nó đổ xuống, lúc đó mới là đồ vét, đồ thơm thứ thiệt, Rolls Royce đồ thứ thiệt. Còn bây giờ đồ vét mấy ông mặc đi vòng vòng đi ngoại giao chỉ là ngoại hình để đi ăn mày thôi. Trong mỗi một chuyện gì mà xảy ra, dân cần cái gì, dân thiếu điện, dân thiếu gạo, dân thiếu thuốc, mấy nhà thương thiếu gạo, thiếu thuốc, thiếu này, thiếu kia, mấy ông chỉ là giá díu cho có, chứ không có một cái chiến lược để mà triệt để. Lâu lâu cái hả ngoại khui lên nổi giống như là khui một nhọt ra thì cũng kiếm cách để mà bào chữa giá díu thôi. Tất cả đều giá díu, không có một cái lập trường vững chắc để mà thay đổi. Thì bữa nay bắt chính mình nó ok 1.500 cây số làm trong vòng mấy tháng cái đường điện á. Ủa tại 50 năm nay không làm, bữa nay làm vậy. Rồi điện thì lên giá, người ta thì không có công ăn việc làm, tiền đâu trả. Rồi điện á, những công ty Mỹ nó sợ nhất là điện. Tại mấy cái máy CNC của thủ là giống như mấy chục triệu một cái, điện lên điện xuống nó nổ nó cháy bò hết, thì làm sao mà người ta dám đầu tư vô. Cái điện cũng là cái quan trọng nhất để cho những công ty nước ngoài người ta vô. Nguyên hãng Intel thí dụ như làm chip
đang chạy rầm rầm, một phút của nó ngưng đi, nó mất ít triệu đô. Mà điện kiểu này á, ai mà dám đem tiền cho nước Việt? Cho nên bây giờ mình đừng có nói chuyện nhiễm, mà mình nói nhiễm cái ốc kìa, nó trị cái đó. Hữu ước chi á, cha cho hộ thống hơn 200 năm á, mới lo. Chứ tròn, cha nói 88 tuổi con phải đi về. Con đã rời thiên đình bữa giờ nửa cơn gió thoảng rồi. Bữa giờ hữu thuốc trần có nửa cơn gió thoảng rồi. Mà giờ gần 60. Tại tối ngày sinh với thắng, ngày mai còn sinh với thắng tiếp. Tôi không biết chuyện gì sắp xảy ra lớn lao, nhưng mà thường thường có một cái chuyện rất là kinh hoàng lớn thì bề trên mới kêu làm vậy. Tức là lần nào cũng xuống xin tội, giảm tội, giảm nhiệt, giảm bom tử, giảm Covid, giảm kinh tế. Lúc nào một người cũng phải đại diện cho 8 tỷ người, phải đi xin đi xỏ từ chút thì cái quả đi cầu này á, nó mới còn có nơi có công ăn việc làm, có nơi thì cũng đang tổ chức Tết, có nơi thì cái nhà bên Việt Nam không có đòn bánh tét để ăn. Nghĩa là chỗ on, chỗ off, chỗ up, chỗ down, lên xuống. Nhưng mà cuối cùng mình không có bị gọi là một cái tổn thất lâu dài, giống như bom tử mà nổ, giống như Kawasaki hay Hiroshima của Nhật. Tới ngày hôm nay hai cái hồi chỗ đó cũng không có phát triển được, cũng không ai tới đó ở. Thì họ không có muốn bị như vậy. Thí dụ như Covid, hết Covid thì mình đẻ tiếp. Bữa giờ Việt Nam chết như ta, 100.000 người không? Trội sanh tiếp. Trung Cộng chết mấy chục triệu, đẻ tiếp. Thì cũng không sao. Tại nhân loại là tái sanh mà. Cái linh hồn reincarnation, chuyển thế. Nhưng mà một cái thành phố mà bị một cái bom nguyên tử mà bỏ, giống như ở Hà Nội, thua biển đảo và giật sập Bắc Hà Đế Kinh, thì một trái bom tử mà đỏ Hà Nội là nguyên cái thành Thăng Long của mình bao nhiêu trong lịch sử cũng sẽ tiêu hết, dễ gì mà gây dựng lại được. Giống như thành phố Sài Gòn, thì nếu đặt tên Sài Gòn là ok, mà giờ đặt tên thành phố Hồ Chí Minh, Bác Hồ đã chết rồi mà còn thêm một cái bom mà nằm đó nữa, không lẽ chết đôi thôi, chết rồi chết nữa. Rồi coi như Bác Hồ hết ngóc đầu khỏi địa ngục luôn. Cho nên sư phụ không có muốn mình bị hai trái bom bỏ hai nơi. Phải khấn và xin. Ai ổng đã chết rồi mà thêm một trái bom mà đổ sập Sài Gòn, sập thành phố Hồ Chí Minh nữa thì sao? Cái tên người cũng như cái xác người đó bộ. Cái thành phố đó mà tiêu tùng thì cũng như là người chết thứ nhì phải không? Thì chuyện gì mỗi người, mỗi cá nhân chúng ta ai làm được gì trong cái phạm vi cái a lại gia thức, cái tài nghệ, tài học vấn, hay là cái tài thiên tài, hay là địa tài gì cũng được, miễn làm sao có lợi lạc cho dòng họ, cho quốc gia, cho bạn bè, cho anh em, cho con cái mình thì cứ nên làm. Còn bây giờ phụ biết được nước Việt trong những ngày kế tiếp, đói thì sẽ tiếp tục đói, khổ sẽ tiếp tục khổ, làm không ra tiền thì càng thêm eo hẹp, cho nên thắt lưng buộc bụng. Chưa có một quốc gia nào mà thấy ngộ ha, người ta thích motorcycle, người ta chạy cũng bắt người ta ở tù đòi 2 năm tới 7 năm. Trời, con nhỏ nó mà ở Mỹ mà chạy motorcycle là nổi tiếng luôn á. Ngỏ gì vợ nhí của Hoàng Kiều á. Tức là nó không thích người ta nổi tiếng, là nó cứ ghét gọi nó bắt. Vô lý lực này lực rừng thì có. Thấy kỳ không? Ở Mỹ này muốn chạy xe gì chạy. Còn mấy nhỏ xấu chạy thì không bắt. Đó lực Việt Nam. Cha mình bên chọc nó không vậy ta. Còn bác Trọng sẽ mãi mãi không bao giờ nói chuyện với chúng ta nữa. Cho nên chúng ta phải đi tìm người lãnh đạo mới đi. Đừng có mong bác Trọng quay lại mà đốt củi. Cái lò bữa nay là tắt lửa rồi, hết lửa rồi. Từ cây xanh với cây khô, mùa đầu mùa tới mùa nay là cây xanh, cây khô, lá cành gì là ông đốt ráng hết. Cho nên hôm nay cái lò tạm, từ từ tạm ngưng lại, chỉ còn có chút than ngúng ngúng. Trừ khi mấy thằng nhí nhí nó lợi dụng tên tuổi của bác Trọng
nó lấy rơm nó đốt, gọi là lửa rơm. Lửa rơm mà cháy cũng lẹ lắm, phừng phừng phải không, nhưng mà cũng mau tàn lắm. Lửa rơm không có lo, lửa rơm không có chết người, còn lửa bất trọng mà lửa mà xanh á mới là chết không. Nên những trọng chết bắt ông đi mình cũng hơi buồn, là vì còn nhiều người cần phải lên lò lắm. Mình biết nhiều người cần lên, phải lên để mà xả nghiệp, chứ không phải mấy thằng này vậy, nó không có về trời được. Về trời là chắc chắn về không được, sợ làm kiếp sau đầu thai làm bốn chân á, chạy vòng vòng ở Africa. Nên mình phải tri ân bất trọng một chút mặc niệm tri ân nên nhiều người cái không tin, nó bất trọng xuất hiện trong cái video hả, nó ghép hình giả mà cũng có nhiều người tin đó. Để cái tựa đời như vậy không mà đụng chính trị quá nhiều người không có ưa mình đúng không. Hai chỗ là người thật người thiệt, nói thật thì mất lòng, ai có tật thì giật mình thôi. Mình nói đâu thì chỉ nên kiểm chứng lại. Hỏi gì nữa đi. Lục thưa sư phụ, à có người nói đó là nếu mình ở đây mà được lên đó thì chỉ có một ngày ở trên đó thôi rồi lại phải trở xuống lại, tức là theo về luân hồi. Cái điều đó có đúng không sư phụ? Không đúng. Có một ngày ở trên đó mà. Không đúng. Mấy đứa này nó đâu có ở đây đâu, tại thấy sư phụ nhảy dù xuống nhảy theo. Khi nào mình ở trên kia mình ăn chơi trên trời kìa. Ví dụ trên đó mình được một cái tiên rồi, con đâu muốn một cái tiên, con cứ đi gặp tiên nào con cũng dê hết, tiên nữ nào cũng dê, thì con xuống lẹ. Còn xuống đây cũng không chịu tu nữa, bữa giờ lên núi nó cần cả 5-7 năm kêu lại sám hối, giống kiểu má cô chi với lon có nèm lại. Thì dĩ nhiên về được có ngày 2 ngày phải xuống tiếp, tại vì mình xuống đây mình không có đủ cái năng lượng để mình ở lâu. Còn mấy đứa nó làm biết nhiêu công đức về nó ở forever. Còn riêng sư phụ tái sanh xuống quả địa cầu này mấy trăm nghìn năm trước khi thời đại của con người này, sư đã từng làm dinosaur nữa, cũng phải từng làm những người khổng lồ nó mới vậy nói. Rồi qua Do Thái làm người Do Thái, qua Ấn Độ làm người Ấn Độ, đủ khắp nơi khắp nước. Khi chỗ nào cha mẹ cần thì sư phụ đi. Mà tính tới ngày hôm nay mấy vị nói ngày đi khoảng có 3 ngày. Một cái nơi của cha với mẹ ở gọi là Đại La Thiên, không có thời gian, con người không bao giờ chết, tất cả những người đó toàn là kim thân không. Người đã là một vị Phật nhỏ là kim thân rồi. Ở trên đó là giống như cha vậy, là người tạo ra tất cả nhân loại, nhưng mà nhìn cha đâu có già, vẫn còn râu đen hội trảnh biết bao nhiêu tuổi. So với người trái đất này không ai cao bằng, nhưng mà trên kia vẫn là đứa con nít thái tử mỗi 10 tuổi, con trai út của cha. Còn mấy ông anh ấy, mỗi lần mấy ông hiện về ấy, thì có ông nhìn già nhất cũng chừng 20-30 tuổi, nhưng mà mỗi ông đó mấy ổng cũng có tên, họ Thiên không nghe, gọi là Thiên Nhãn, mấy ổng là Thiên Dạng Lý, Thiên Sắc gì đó, đại khái những cái tên ngầu ngộ. Hỏi mấy huynh có bao giờ xuống trái đất chưa? Ô trái đất này dễ ợt, nhỏ bé như hạt cát kìa, giống như sân chúng ta cục đá vậy thôi. Mấy huynh là đi những cái tầng trời kia, tại vì người trên kia 36 tầng trời, mỗi tầng trời có những cái thành tinh chúng sanh ở nơi đó, cũng là như vậy thôi, là cũng là những đứa con của thượng đế đi những nơi đó để mà giáo huấn. Chỉ có mình sư phụ chịu ăn xào với cái quả địa cầu này, là vì cái quả địa cầu này nó có nửa sướng và nửa khổ. Ngày đầu tiên mà lúc mà làm việc cho cha cũng giống như là thăm thứ đại thần phải không,
rồi đi làm ở tầng thứ 13. À, xa xa cái mắt thần mà thiên nhãn thông chứ không phải là thiên cận kiệt này đâu. Nhìn cái quả địa cầu nó cháy giống như là mặt trời vậy đó. Cái thù mới bay qua phải không? Rồi bắt đầu mới sinh cha sinh mẹ làm cái nơi này. Cũng giống như vậy, sư phụ bữa đứng ngắm ngay cái chỗ này, giờ hôm nay mình có sân khấu. Thì cặp mắt của sư phụ là vậy, gọi là thiên nhãn. Thầy thù nhắm cái quả địa cầu lúc đó nó cháy rực rồi vậy đó. Từ từ nó khô xuống rồi nó đã đóng băng tuyết. Rồi từ từ hết băng tuyết thì nó bắt đầu có những vi trùng, rồi những sinh vật, bắt đầu có loài người, có những cái gì sự sống, rồi có cây cối. Bắt đầu mới gửi mấy chư thiên mà làm biến xuống. Gửi xuống đây để mà chịu khổ. Thì từ đó, cái trái đất này nó xào tới xào lui cũng mấy chục lần. Gần đây là dế vô đầy bầu trời hiện giờ nè. Mấy vị nói nó không phải chỉ hiện giờ nó mới xuất hiện. Là vì hiện giờ đó là mình sắp chứ chiến tranh nguyên tử, nó phải là giống mình tổ chức hội chợ Tết đây, thì mình phải mướn security vậy, còn nó mình thổi mướn. Nó nghe lệnh của thần với mấy Bồ Tát trên trời mà nó security cái quả địa cầu mày. Hay Putin, hay Uẩn, hay Iran chùm khăn, mấy ông mày mà bấm nút bậy bạ là tao ký đầu tụi mày á. Lên sân khấu là lực boxing công bằng. Tụi mày không có được thụt chỏ nghe. Tụi mày quýnh đàng hoàng quá không? Không có được đá vào lái đại khái vậy đó. Thì nó có cái game, có cái luật của vũ trụ. Thì người thành tinh đã ở chung chúng ta hàng cả mấy chục nghìn năm rồi. Đó là thiệt. Và right now, hiện giờ nó cũng đang ở chung ta. Tất cả những gì tổng thống cũ của nước Mỹ cũng đã từng tiếp xúc với nó. Nó cũng đã từng dạy mình thế này nọ, nhưng mà nó dạy mình một chút rồi xong với chúng ta ngã mạng, cái chúng ta tự giết nhau, cái nó giận nó bỏ đi, cái nó trở lại. Hôm nay là nó đang trở lại, cho nên lâu lâu á mình thấy những cái sai tình rồi trên bầu trời là nó thiệt, chứ nó không phải là người xa lạ gì hết. They always here with us. Tụi nó đó rất là khôn hơn chúng ta. Nó coi chúng ta cũng giống như chúng ta coi một đàn heo ở sau nhà vậy đó. Nó nuôi, nó là người guardian chúng ta. Còn lâu lâu á, có con heo nó chướng, giống như hiện giờ mình có mấy con á. Nó thấy đụng chứ. Mấy con đang chướng mà, nó đòi là thống chế quả địa cầu, nhuộm quả địa cầu màu đỏ phải không? Búa liềm khắp quả địa cầu. Búa liềm sẽ bước sang trang. Cái đó là lời Phật nói. Phật nói không có nói sai. Rồi sư thù cũng chả có biết lá cờ vàng ba chục đỏ, cũng không khe. Sư thù đâu có biết chính trị gì đâu. Sau này mấy vị đức thầy rồi mới nói không, sau này con về lãnh đạo nước Việt mà là con phải cần cái này để mà lấy lòng quốc tế. Rồi sau đó con sẽ mở hội Duyên Hồng để mà chọn lại một lá cờ mới. Chứ cái lòng dân á, dĩ nhiên họ không có ưa lá cờ vàng ba thập đỏ rồi. Tuy là ngày xưa năm 1938 từng đã treo ở Hàng Xanh Hà Nội, nhưng mà đối với tụi trẻ bây giờ nó đã bị nhiễm, giống như nãy đệ tử này hỏi. Nó chẳng những bị nhiễm mà nó còn bị brainwash, giống như zombie vậy, giống mấy con zombie vậy. Đại kháng, nó hỗn dữ lắm. Nó chẳng biết trời, chẳng biết Phật, chẳng biết gì hết. Nó chẳng biết cha mẹ nó luôn. Nó chỉ biết có đô la thôi. Thì cái tuổi trẻ Việt Nam đa số. Nên mình phải trị cái chất độc của nó. Nhiễm vô đầu nặng. Khi người hành tinh hiện bây giờ đang ở gần với chúng ta. Who know? Sao biết được? Cha nói, hey, thằng mắt bự, đầu trọc, 4 feet. Bây giờ cái quốc gia này sau này sẽ lãnh đạo thế giới. Mày bỏ nó xuống dài cái AI đi phải không? Thì có nghĩ là nước Việt có phải lên thành cường quốc lẻ không? Cũng giống như nước Mỹ. Nó nhờ nó sản xuất được con chip đầu tiên. Rồi bây giờ Đài Loan cũng vì con chip. Nghĩa là có tiền thì có nạn vậy đó.
nước Đài Loan á, hôm nay bị Trung Cộng hăm dọa đánh hoài á, là đâu phải là cái hòn đảo. Nó mà đánh hòn đảo đánh lâu rồi, tại vì cũng là con chip, con di mặt á. Cả cái trái đất mình 8 tỷ người, mấy trăm quốc gia, cứ mỗi một cái thời đại chạy theo món, cái giết nhau cũng vì món đó. Mấy đứa đại tử có bao giờ tưởng tượng thời xưa ở bên Âu Châu, khoảng năm 700 mấy, 1700 mấy, người ta giết nhau vì trái ớt. Thời đó nó không có còn chip, cái trái ớt mà ăn cay á, mà nó lại nổi tiếng thời đó. Coi lại lịch sử đi, cái gì chuyện tức cười lắm. Hôm nay thì mình cái này, cái năm 10 năm sau mình có những cái món lạ mình chạy theo, cũng giống như nó đi theo thời trang của mấy người mẫu vậy. Mỗi mùa có một kiểu này. Bây giờ thời trang chén này, mặc đồ đẹp, mặc đồ đầm, mặc đồ đủ kiểu style hết. Giờ đến lúc mặc cái đồ gọi là lưới chạy cá. Cười cười, con thấy không? Đúng là miếng là sao mà hạng nhất được thôi. Tại vì sao? Tại vì cái thằng mà chấm điểm thời trang mà mặc đồ lưới đó, phải nói là cái gì biết không? Phải nó cũng là con cá. Thì nó bây hôm nay là giám khảo. Thì đứa nào mà mặc áo lưới đẹp như kiểu cá là nó chấm hạng nhất. Tất cả mọi thứ, phe hay là đảng phái, hay là mỗi quốc gia, cuối cùng của cái cuối cùng, đều là do một cá nhân có quyền hành, có quyền lực quyết định. Con có hiểu cái đó không? Bây giờ thí dụ như kiểu ông Trump, ổng bị gần mấy trăm cái nạn, nhưng mà thằng cuối cùng rồi á, cũng là ông tòa phán thôi, tối cao pháp viện. Ông tòa ông thích ổng thì cũng như không, cũng nó không có luật. Thế gian này luật là chỉ là để cho giống như cái đường xe lên chạy thôi, nhưng mà xe có thể cắn lên, cắn qua, cắn lại, có thể chạy sát cái lời của con lươn cũng được, miễn sao tới mục đích đó thôi. Rõ ràng ai mà không biết ông Trump bị cắt lá phiếu, rõ ràng ngày 6/1 ổng đâu phải là người làm chuyện đó, dán trong cái nhãn người dùng đó thưa là ổng. Rõ ràng cái núi mình á là phục vụ cho cộng đồng, không có vụ lợi. Mà tại sao cộng đồng lại không đến đây để giúp mình? Người mình thôi, người mình không giúp mình thì dĩ nhiên mấy Mỹ này nó không giúp thôi. Thì đó là cũng là cá nhân, cái dị biệt của con người, gọi là dị hợm, dị tướng. Ngã, ngã là tao không thích, tao có quyền thì mày chết. Thì cái đất nước Việt Nam mình vậy đó. Tao nhìn thấy mày đẹp trai hơn tao là mày chết. Tao thấy mày xấu hơn tao mày cũng chết. Tao thấy mặt tao, tao không thích mày cũng chết. Thế nên người có quyền hành rất là quan trọng, từ chức nhỏ tới chức lớn. Giờ giống như trong cái lớp mấy con đi học, mà con học rất là giỏi, nhưng mà tánh con rất là thẳng thắn. Thầy, tại sao bữa nay thầy không kẻ tóc? Mình nói thí dụ vậy thôi, tại mình thấy tóc cũng bù xù. Là bảo đảm bữa đó con có làm bài tập giỏi kiểu nào cũng cho con cái điểm F nữa. Có đúng vậy không? Ý là ví dụ để cho con biết, ở cái xã hội này cuối cùng rồi cũng là do cái cảm tính của con người. Đó là tại sao khi một cái thời đại loạn lạc như ngày hôm nay, cha lại cho một người như vụ thuốc để mà không dùng cảm tính, mà dùng tâm từ bi để đối nhân độ thế. Chứ bây giờ mà con đưa một bác ô mà về mà thay bác cộng đi, ngày mai á cái bác ô bây giờ đưa họ này về làm chức tổng bí thư đi, phải không? Bảo đảm ngày mai là bắt 4,5 triệu đảng viên xây ra bô cả mấy ngàn cái nhà tù liền á, ổng nhốt hết, đúng không? Trời, ổng gật đầu nữa kìa, không đảng viên nhốt hết. Bữa nay xưa giờ đi lương của mày tháng bắt cộng tháng không có tới 2,000 đô, mày làm gì mày có 200 triệu, mày khai ra đi. Mày mà nói không có hợp lý là tiền này tao bỏ vô công quỹ hết của quốc gia. Thằng đó nó ngọng, nó đâu có biết khai, là tự nhiên ba nó lãnh lương có 2,000, mà thằng con thì tới 200 triệu, tiền đâu ra, trên trời rớt xuống.
mình không có làm vậy được. Tại sao dứt sao, sao khó nói. Thì mình bắt người đóng thế thôi. Chứ còn mình lôi ra cũng giống như là chồng chéo rồi hận thù tiếp tục. Thì đó là lý do tại sao những cái thời đại tương lai đó, hội đồng chư Phật với cha mẹ thường dạy cho phụ là sau này lấy ân bảo quán là vậy. Thấy nó nghe rất là đơn giản nhưng mà phải dễ làm, rất là khó làm đó. Rồi dùng thể chế nào? Dùng thể chế của như kiểu Mỹ tự do, Cộng hòa. Cái dân trí Việt Nam bị nhiễm giống như nãy đệ tử này nói, tức là nó không có hiểu vậy chứ. Con có hiểu cái chữ không có hiểu không? À, cũng giống như có nhiều mấy người trong gia đình Chư Hộ biết Chư Hộ là thiên tử, nhưng mà nghe thôi cũng không có biết thiên tử để làm gì nữa, rồi có bổn phận để làm gì, rồi có cái hiệu quả gì. Có nghe không biết ngọt, không biết chua, không biết gì đại khái. Thì cái tuổi trẻ Việt Nam nó cũng bị vậy, nó không có cái cảm nhận, không có nhận thức ra, rất là khó dạy. Còn bây giờ những cái, nhưng mà nói về phần đó, trong nó có một cái số phần lớn là những người có học thức nha, họ đang tìm một cái người lãnh đạo của họ. Chứ còn họ đánh cũng như giặt cỏ thôi, đánh cuối cùng chẳng có mục tiêu gì hết. Cũng như đa số những hội đoàn ở đây tranh đấu gần 50 năm, cuối cùng rồi không có lãnh đạo, cũng không có mục tiêu, cũng chẳng được cái gì hết. Rồi cũng đi về xuống ba cắt đất, rồi cũng mang theo bao nhiêu học vấn của sĩ quan Đà Lạt, trường Thủ Đức, thế này thế nọ, chôn xuống mồ, cũng không có ai truyền thừa. Hôm nay có người truyền thừa ngồi đây nè, có nhiều truyền là hết đi, gật đầu. Nhưng mấy ông này không có hiểu về tâm linh. Kiệt, tôi thương kiệt lắm, kiệt hy sinh với cộng đồng, kiệt làm thế này thế nọ. Nhưng mà về phần tâm linh tôi không có hiểu, kiệt bớt nói phần tâm linh đi, kiệt nói chuyện ấy đi. Bây giờ muốn thực tế thì bữa họp mà từng đòi á, cái vụ nói chuyện thực tế. Thì có người nào hiểu tâm linh thì tâm linh, nhưng mà có người á, chúng ta có linh hồn phải có tâm linh. Thiên tử thiệt á, là cha biểu xuống đây phải làm chuyện này chuyện nọ là thật. Ngược lại, mấy ông đi tìm lãnh đạo của mình để mà dẫn mình đi, mà lại ngồi tính. Ồ, bữa nay mày mang giày này đâu phải giày lãnh đạo đâu, tao không ưa mày, mày phải mang giày hiệu xịn giống như kiểu ông Trump hay là Biden rồi mới giống lãnh đạo. Trời ơi, mày mặc áo này không có cà vạt gì, không có áo vét. Nghĩa là mấy ông ngồi, ông tính từ chút, lãnh đạo thì đội cái nón này, lãnh đạo thì ngồi niệm Phật. Đại khái, cứ nghĩa là họ ngồi, họ soi mói, thì cuối cùng những cái người đó đi mò kim đáy biển, cũng siêu thân. Giao cho họ với nhân tài lỗi lạc của nước Việt mà họ còn chấp quá, họ sẽ mãi mãi không bao giờ nhận ra lãnh đạo của họ là ai. Rồi họ bị mất đi ủ một cuộc đời. Riêng phần người lãnh đạo mà cha sai xuống thì không có mở thì chợ cũng vẫn đông, thì chỉ là về phần họ thiệt thòi thôi. Con đường của sư phụ đi cũng giống như mấy clip cũ, tám bề thọ địch. Đến ngày đến giờ, có biết bao nhiêu người lỗi lạc sẽ đứng ra giúp đỡ. Còn chư thiên và thiên long bát bộ, hộ pháp thiện thần 18 vị la hán, luôn luôn lúc nào cũng bên cạnh. Và biết bao nhiêu mấy vị thần rồng bên cạnh gia hộ. Những cái người chấp quá, họ sẽ bị mất cơ hội đó. Nhưng mà đa số là những người đó có tài, họ học giỏi. Cũng giống như mấy tướng mà ở Mỹ nè, ra trường ở Mỹ, nhưng mà họ đạo Công giáo. Đạo Công giáo là trong năm loại mà sư phụ nói chuyện khó lọt lỗ nhĩ đó. Ngồi đó cười cười đó không. Rồi loại kiến cận á, loại kiến cận là mình cần á. Thí dụ như sau này mình muốn cho nước Việt mình chế được iPhone thì mình cần mấy thằng kiến cận gì nó chế cho mấy thằng đó. Nó không có hiểu tâm linh là nó cũng bị mất cơ hội. Cái người thiệt thòi vẫn là cái người cố chấp, cứ ngồi cứ so sánh, tính theo tài năng, tính theo này nọ. Ủa, nó nói vậy thằng Elon Musk nó có bằng cấp gì? Bill Gates có bằng cấp gì? Thằng Zuckerberg, thằng Facebook có bằng cấp gì? Thằng Amazon, thằng Jeff Bezos, coi lại đi. Họ không có tính vậy.
tính trước mắt. Người lãnh đạo quan trọng nhất là có cái tâm từ bi thì quốc gia thì biết thương dân cũng như thương con mình thì quốc gia nó mới mau phát triển. Thì thôi phần đó thì mình cũng bị chấp nhiều rồi, kiến cận chấp nhiều lắm. Kiến cận mà đừng chấp, trời kéo về Thiên Long Sơn á, nhận là họ thiên nhiều. Tại vì bởi vì họ lo buồn, trời ơi đảng viên thân chức sân sao, tham sân si đầy mình, mà thích làm đệ tử Thiên Tấn Kiệt, đúng không? Này nọ, còn HO kiến cận đồ khó độ lắm. Tại Mỹ đâu cần ai, mày cũng như tao, mày tị nạn cũng như tao thôi. Thì mấy vị nói cái đó là cái phần thiệt thòi của họ đó. Họ phải coi lại mấy cái phần mà học thức đó, ở Mỹ đó. Rồi cái họ cái tranh đấu tranh cho đến lúc mà mang cái giấy của bác sĩ, ê mày còn có 6 tháng nữa đó nghe, ung thư đường ruột hay là ung thư gan, ung thư phổi hay là bú này bú nọ đó, 6 tháng nữa thôi. Thì lúc đó hết. Siêu thân. Ô hay ta. Công nhận nghe idea cũng hay. Thì ông học này có tài á. Vậy mà mấy cái đèn nó mới hư. Hôm nay ăn Tết ở Cali, hy vọng năm sau mấy thầy trò mình ăn Tết ở Sài Gòn. Cười đã thử tao quá không gặp nó hả? Tại vì xưa này xưa giờ năm nay thì nó hơi ảo nhiều rồi, phải không? Bây giờ mấy vị nói, xưa giờ con chỉ xây cái nền móng thôi. Bây giờ bắt đầu đến lúc là thiệt, xây cái nhà lầu thiệt. Làm lãnh đạo cũng phải nghiêm trang, không có được đùa giỡn. Ô nhưng mà trên trời con, cái hồn của con là thái tử nhỏ xíu, con cũng vui lắm. Ở trên trời thuộc đi ca có ngày. Mà cũng tu nó nghe, đi theo mấy Phật đồ, hỏi kinh, hỏi kệ. Rồi đi theo cha đồ, để coi cha phân xử mấy cái người mà về cầu á, thì cái bản chất nó cũng dí. Nhưng mà giờ xuống trần người 60, bây giờ mình phải nghiêm trang lại để mình độ mấy cái thằng chắc nãy giờ mình nói nó bớt chắc. Rồi mấy đứa đệ tử họ thiêm như chúng ta ngồi đây gần như hồi cũng vậy. Để khi những cái người mà lỗi lạc họ đi tìm những người mà để mà làm cho họ thỏa chí, ý nguyện của họ để mà góp sức cho quốc gia đó, họ không phải chỉ nhìn riêng một mình sư phụ, họ nhìn những cái người xung quanh. Cho nên những lời ăn tiếng nói, những cái của mấy đứa đệ tử gần, từ nay sau cái clip này phải thay đổi. Vì mình là thiệt, mình cũng cần họ, cũng giống như họ cần mình. Mình không chấp, mình tu, mình không có cái ngã. Nhưng mà họ là người đời, họ còn cái ngã cao. Họ là những người mechanic, tức là những người thợ sửa máy của một cái chiếc thuyền bát nhã chúng ta. Một chiếc thuyền Việt Nam chở 6 triệu chim hiền đi về, thì chúng ta cần có những thợ máy, thở buồn, thở cuộc gì. Thì chúng ta cũng phải nên chỉnh đốn lại mấy clip mấy con làm ở đây hay ở hải ngoại, ở Việt Nam hay Houston, mấy đệ tử Houston cũng vậy. Bớt có đùa giỡn, sư phụ sao không có ca nữa. Mấy con ca, mấy con bỏ clip thoải mái. Sư phụ giờ hết ca rồi. Chỉ lâu lâu lễ rồi ca mấy bản quê hương dân tộc đồ thì không sao. Thì họ mới chấp cái đó không. Còn tự nhiên ca bản bản gì tình cảm rồi đó, Trịnh Công Sơn rồi, họ chấp lên liền. Trời ơi, tôi nghĩ anh là lãnh đạo, tôi nghĩ anh thiên tử, anh còn cá mấy bản này.
Bây giờ nó phải có này có khác chứ không phải bắt tôi ngồi nói chuyện từ sáng đến chiều hoài đâu có được. Trong buổi nói chuyện thường thường mình nói đây, mấy bà xưa thấy thứ bảy chủ nhật ngày nào cũng 5-6 tiếng. Còn phải có chim vô rồi này nọ phải không?